cái gì cái hết luôn. Ôi giời hết rồi. Rồi. Chính xác là tháo ra tháo. Và cho em nó đi bệnh viện để thay luôn cái này. Mất một đoạn không có tí răng nào. Ba đoạn. Không có gì. Rồi, cho gặp đây. Đây là thay dây cu loa. Đây là quy trình tháo lắp thay dây cu loa của xe Avalet đời cũ. Đời cổ. Nó đời trước thôi, cổ phải trước cả cái này. Tôi kiểm tra anh dây KZR này. Dây cu loa KZR. Hôm nay là được coi tắm sạch sẽ luôn đúng không? Mất công là làm như mới luôn. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 3, ngày mai ngày kia 8 tháng 3, hôm nay thay đúng trước ngày bổ thử 2 ngày. Đây là cái dây mới này, đây là dây cũ này, dây cũ rách này, mấy mắt đây.
chưa đi nữa à? Xong rồi á? Hả? Ông vặn thế nào không vặn chặt? Vặn mỗi thế chặt rồi à? Ôi dồi.